Hàng Radio Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một con Panasonic PM30, một cái dòng mini đại cực hiếm của dòng Panasonic và có một dòng đời rất là cao. Một cái dòng VIP tại thời điểm ra mắt các bạn nhé. Chỉnh được bass treble cũng như là có cổng quang optical in trực tiếp luôn, không dùng đĩa mồi gì hết. Và mình sẽ test cái cổng này trước. CD, MD đọc tốt và có cổng AUX để các bạn kết nối điện thoại, máy tính vân vân. Đây là một cặp loa cũng như là một cái dàn máy rất là cân đối và rất là lớn. Nếu đặt kế những cái dàn mini khác thì nó trội hơn khá là nhiều các bạn nha. Con này có một cái bass đường kính tới 15. Đó, và cái phần mid treble 8 cm, dây dầu. Ở phía sau là dây BY, có nghĩa là hai dây, một cái dây bass riêng và một cái dây mid treble riêng. Sorry các bạn, đang bị ăn tiếng nên không có rõ lắm. Đây, hai dây. 1 2. Đây mình mở sáng lên các bạn quan sát rõ hơn nha. Một dây, hai dây, một dây bass và một dây treble. Đó, và đây. Còn đây cổng AUX, còn đây là cổng quang nhận trực tiếp. Ok. Chúng ta test ngay vào cái phần âm thanh. Cái cổng quang optical in. Và cái cổng này rất là được ưa chuộng luôn. Và nó có một cái khay để các bạn có thể điều chỉnh được những cái nút ở đây cũng như là đó, nó đi rất đi nó thuộc vào thì các bạn sẽ chỉnh được các chế độ ở đây. Đó. Rất là độc đáo nha. Rồi. Cổng quang optical in. Thì mình mở cái đầu CD này xuất tín hiệu cổng quang ra. Thì giống như các bạn đang xuất tín hiệu trên TV xuống các bạn nha. Bass, treble, mình đang để cân bằng. Dòng sông nào đưa người tình đi biển biển. Rồi mình chỉnh một ít bass, một ít treble lên nhé. Mùa thu nào cho người về thăm bên xưa. Bay bay mãi bó trời mơ, cao nhất là cộng 6 lần. Về đồi xin ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới gốc xiêm già đó để hái dâng người một đóa. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió. Sang linh lang ta khóc bao giờ. Ok, tính năng cổng quang rất là được ưa chuộng và nhận trực tiếp nữa. Rồi, chúng ta nếu ở đây có cổng AUX là dây AV và một đầu dây 3.5. Còn cái PMD là cái 3.5 trực tiếp luôn. Thì cái PMD nó nằm ở đây. Thì con này hai đầu 3.5 cũng là kết nối điện thoại máy tính. Tuy nhiên là hai đầu 3.5 nằm ở phía trước để các bạn dễ dàng kết nối hơn với cái điện thoại. Còn dây AUX ở phía sau thì chúng ta có thể kết nối với lại máy tính cho nó gọn. Rồi chúng ta sẽ test tiếp cái cổng một cái phần CD, phần MD và cổng analog. Play CD các bạn nha, play ở đây và mở đi kế bên nè. Đó. Hát ngỡ đi hương, hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê. Bài hương ca vô tận. Cuộc phân ly mây lắm thì qua mau. Hát nữa đi hương, hát nơi trời. Hương ơi,
bạn đang chơi một cái đĩa CD nhạc chép nhưng mà đọc rất là tốt. Và các bạn có thể cảm nhận được âm thanh con này tiếng chép rất là bén đúng không? Đó là những cái người chuyên chơi những cái dàn mini. Thì các bạn sẽ rất là đáng để sưu tập cái bộ máy này vào trong những cái sục mini của chúng ta. Bởi vì đây là một cái dòng cao cấp của Panasonic. Loa BY có nghĩa là hai cầu và có một cái kích thước và một công suất cũng như là đầy đủ những cái tính năng mà chúng ta có thể dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khác nhau. Và chất âm nghe thì các bạn có các bạn đã chơi những cái dàn Panasonic thì cảm nhận được âm bass của nó, dù là cái cặp loa nhỏ hơn, bass đánh ra cũng rất là khỏe khoắn so với một số dàn mini khác so sánh cùng với tầm giá. Và cái phần treble thì rất là bén. Còn đây là cái bộ có công suất cũng như là kích thước ngoại hình lớn hơn hẳn những cái dàn mini như là BM77. Cái con BM77 mình bán rất là chạy bạn nha. BM77, BM700, 710 vân vân. Đó, thì đặt kế con này thì những cái con kia có kích thước nhỏ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là con này đã chỉnh được bass treble trực tiếp trên amply và đi cùng với cổng quang optical, không sử dụng đĩa mồi. Và giá thành của nó rất là phải chăng so với những cái dàn mini cao cấp khác thì nó có giá thành rất là phải chăng. Nó chỉ nhỉnh hơn những cái dàn mini nhỏ thôi đó, tuy nhiên so với những cái dàn khác thì giá thành rất là hợp lý các bạn nha. Rồi chúng ta chuyển qua cổng analog. Tiếp theo là tính năng MIDI. Rất là tốt các bạn. Đọc rất là nhanh, không kén các bạn nha. Ok. Bài hát này cũng kết thúc bài test ngày hôm nay của chúng ta, con PM30.